Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Điểm danh những vị tướng có khả năng hack tiền trong Liên minh huyền thoại. Nói vui thì đây là những cái tên làm kinh tế giỏi nhất trong đấu trường công lý. Tất nhiên rồi, lượng tiền kiếm được luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất trong Liên minh huyền thoại. Nguồn tài nguyên để kiếm được lượng vàng trên đấu trường công lý nằm ở lính, quái rừng, điểm hỗ trợ, hạ ngục và cả những mục tiêu lớn công trình như Baron, trụ. Tất cả các vị tướng bằng cách này hay cách khác đều phải cố gắng tận dụng tối đa lượng tài nguyên đó để kiếm cho mình lượng tiền, từ đó sắm sửa các trang bị có sức mạnh vượt lên trên đối thủ bên kia chiến tuyến, có thể hướng tới chiến thắng. Vậy nhưng có một số ít vị tướng sở hữu kỹ năng cho phép chúng làm thêm, có khả năng kiếm được vàng từ nguồn khác. Hãy cùng tìm hiểu xem nhóm tướng sở hữu kỹ năng độc đáo đó là ai. Những vị tướng có khả năng hack tiền cực kỳ bá đạo trong Liên minh huyền thoại. 1. Triton Face. Triton Face là một pháp sư lâu đời của Liên minh huyền thoại. Từ thủa Talia, Aurion Son còn chưa xuất hiện thì Triton Face đã được biết đến là một pháp sư duy nhất với phong cách chơi thiên về đảo đường, tạo áp lực toàn bản đồ của mình. Có thể nói thần bài là ông tổ của lối chơi này, thường xuyên đảo đường gây áp lực trên khắp bản đồ. Với chiều cuối định mệnh nên Triton Face thường là người thua thiệt về chỉ số lính so với các pháp sư phía đối diện. Nội tại độc đáo gian lận là công cụ giúp Triton Face san lấp phần nào lượng tiền do chỉ số lính bị bỏ cách. Sau khi tiêu diệt một đơn vị, Triton Face lắc xin ngầu giúp nhận thêm 1-6 vàng trong một ngày đẹp trời, gặp may mắn với những lần nhảy tiền 5-6 liên tục thì sẽ là một lượng tiền đáng kể dành cho bạn ở thời gian đầu trận đấy. Một trong những yếu tố thú vị khi chơi Triton Face chính là sự hên xui của nội tại gian lận, vừa là vũ khí giúp Triton Face bù lấp lượng tiền khi đảo đường liên tục, vừa đậm đà bản sắc phù hợp với phong cách chơi khùn ngầu của thần bài. Dù không còn xuất hiện quá nhiều ở đấu trường chuyên nghiệp do các hậu bối tỏ ra toàn diện hơn, nhưng thần bài vẫn luôn là một lựa chọn ổn và được nhiều game thủ tin dùng ở chế độ xếp hạng từ tầm trung đổ xuống. The Raven, gã đạo phủ kiêu hùng, có lối chơi phù hợp với ai yêu thích sự hổ báo, phong cách cực kỳ khát máu nhưng cũng đòi hỏi không ít những kỹ năng từ người chơi để tận dụng được sức mạnh của hắn. Xét về khả năng lăn cầu tuyết, sau khi chiếm được lợi thế, hiếm có xạ thủ nào trong Liên minh huyền thoại sánh vai được với The Raven. Nội tại Liên minh The Raven là nguyên nhân chính hệ thống điểm ngưỡng mộ The Raven nhận được. Mỗi khi hắn ta nhận được chiếc rìu hay hạ gục quân lính, quái, công trình sẽ kích hoạt nếu The Raven hạ gục được một tướng địch, đem lại cho hắn lượng vàng tương đương với 50 cộng với 2 nhân với số điểm ngưỡng mộ. Nội tại dị biệt làm nên thương hiệu của vị tướng này. Chơi The Raven là bạn sẽ phải thực sự hổ báo, nhặt rìu liên tục duy trì sát thương và tích điểm ngưỡng mộ, đồng thời tìm cách đoạt mạng của đối thủ để kích hoạt được nội tại Liên minh The Raven. Lượng tiền có được cùng với lượng sát thương cơ bản khủng sẽ là vũ khí để cho The Raven lăn cầu tuyết những kẻ địch sau đó, thập họa thực sự cho đường dưới đối phương nếu để The Raven vượt lên dẫn trước. Nhưng Liên minh The Raven cũng là con dao hai lưỡi với hắn. Nhặt rìu để tích nội tại khiến The Raven dễ bị đối phương tung kỹ năng định hướng. Việc phụ thuộc vào điểm hạ gục là một hạn chế khác. Rất nhiều trường hợp The Raven tích được rất nhiều điểm ngưỡng mộ nhưng không làm sao để kích hoạt được, và kết quả phải nằm xuống và bỏ bao nhiêu công tích góp trước đó tan biến. Tầm đánh cùng với lối chơi quá mạo hiểm là lý do The Raven không được ưa chuộng tại các trận đấu trình độ cao, nơi mà để vượt lên lăn cầu tuyết bằng kỹ năng từ giai đoạn đi đường là một chuyện rất ít xảy ra. Ở các trận đấu xếp hạng thì nếu tự tin mình có thể chơi trên cơ đối thủ thì chẳng việc gì phải ngần ngại pick The Raven và cho đối phương ngậm hành. Gangplank, gã đấu sĩ đường trên với khả năng gánh cả thế giới về cuối trận nhờ lượng sát thương khủng khiếp của hắn cực kỳ mạnh khi đủ trang bị, nhưng đầu trận thì Gangplank phải nói là cực yếu, chẳng đánh nổi ai. Vậy nên nhiệm vụ của Gangplank đầu trận là farm, farm và farm thôi, và Riot cũng ưu ái Gangplank bằng một cách ban cho vị tướng này chiều quy đàm phán. Lượng tiền Gangplank kiếm được khi hạ gục mục tiêu sẽ tăng lên theo một cấp độ của chiến thức này, tức là khi nâng tối đa đàm phán, bạn sẽ nhận được tới 6 vàng bên cạnh số tiền thông thường từ mỗi chỉ số lính. Rồi cả hệ thống đồng ngân xà giúp Gangplank tích được mỗi vàng nhận thêm từ đàm phán để nâng cấp chiều cuối báo đạn theo ba hướng tùy chọn: tăng sát thương, tăng hiệu ứng thời gian, khi tích đủ 500 đồng ngân xà. Quá nhiều cách để gã thuyền trưởng này làm kinh tế trên đấu trường công lý. Đặc biệt hơn nữa, nếu Gangplank dùng đàm phán để kích hoạt chiều e thùng thuốc nổ thì lượng sát thương và ngân xà nhận thêm từ đàm phán vẫn được tính theo đơn vị mà thùng thuốc súng hạ gục
yếu ở đầu trận, nhưng người chơi Gangplank giỏi, luôn biết tận dụng khả năng hack tiền, bá đạo của vị tướng này để có thật nhanh lượng trang bị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.